Xin chào anh em, trước khi đến với bài học thì chúng ta sẽ vào YouTube mở lên Thổ Dân TV anh em nhé. Anh em gõ như này, anh em tìm đến kênh Thổ Dân cho mình, anh em kích vào video và anh em lựa chọn một cái video nào mà anh em xem, có thể xem giải trí hoặc là anh em kích vào xem rồi anh em tắt tiếng như để dưới đấy để ủng hộ mình nhé. Và sau đây là chúng ta sẽ vào bài học tiếp theo. Trước khi vào bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ ôn lại bài học cũ một chút anh em nhé. Thì bài học cũ của mình đã làm ra được tuần này lệnh này, lệnh phây đây, tay mặt này, tay mặt cho anh em nhé. Thì mình sẽ xem lại bài học cũ một chút. Đây, về cái phần này thì mình sẽ là phây 3 lần đây. Ví dụ là mình để dương 1 ly, mình phây 2 lần thì mình sẽ để đây là 0.5 nhé anh em nhé. Hoàn toàn chúng ta có thể điều chỉnh mỗi lát cắt của nó là 0.5 đây anh em nhé. Ở đây thì nó có rất nhiều những cái tùy biến của nó này. Ví dụ là phây cả mặt này anh em nhé, và phay từng chỗ này, anh em có thể vào đây anh em tùy chỉnh này. Thực ra thì những cái chỗ này nó cũng giống nhau thôi anh em nhé, mỗi tội là nó đặt ở đâu thôi. Cái này là phút, có thể nói nôm na là đáy và vua là sàn anh em nhé. Ok anh em, đó. Và chúng ta không muốn phay nhiều lần đấy, ăn tinh luôn đấy, thì chúng ta có thể là xóa cái ghép cắt này đi là được anh em nhé. Ghép cắt, ghép vừa cắt này, xóa về không, lót lên là nó giờ nó chỉ còn có bùng một lát cắt thôi anh em nhé. Đấy, đây là lượng dư bút này, lượng dư đáy anh em nhé. Anh em để lượng dư thì anh em để đây và anh em ăn tinh lại một dao khác cũng được. Ok, để phần lượng dư này thì mình NX 1926 này nó khác với NX 12 quá nên là mình chỉ lôm ra vậy thôi. Và tiếp theo là mình sẽ tiếp theo là lệnh này vua phút này, thì anh em có thể nhìn thấy đây, tất cả những cái anh em có thể nhìn thấy tất cả những cái này nó là giống nhau hết nhé, nhưng mà vào trong là những cái lệnh khác nhau anh em nhé. Lệnh này thì cái phần này Z này anh em có thể là lưng lên là ở cái phần này đây, lưng lên hạ xuống nhé. Muốn cắt lưng đường dao lên, không muốn cắt tận đáy thì anh em để trừ đi, và anh em muốn sâu hơn thì anh em để cộng vào đấy, đó, cộng 1 ly anh em nó lại đường dao nhé. Đó, cái phần này là cái phần anh em chỉnh bằng tay, nói hôm nay là như thế đi. Còn cái này là anh em chỉnh bằng 3D đi. 3D thì cái biên dạng nó lòng hoàng như thế này thì đương nhiên là loát nó sẽ lỗi ngay anh em nhé, nó sẽ báo lỗi ngay. Mình chắc buộc mình phải chọn cái phần điều chỉnh bằng tay này, và phôi của mình nó là bao nhiêu, là 13 hoặc là bao nhiêu đấy, đúng là 13 rồi, mình đã đo trước rồi, mình không đo lại cho anh em nữa. Đây thì nó sẽ là 13 này, và cái phần sang cái phần cắt nói chung là lôm la giống như là meter kem, gọi là cắt parameter ấy, gọi là đây cắt ri rông gì đây anh em nhé. Anh em vào đây anh em có thể là phút gua này, đấy, đoát lại này, nó sẽ báo lỗi ngay nhé anh em nhé. Đây là anh em bắt buộc là phải phút anh em nhé, theo đáy. Ok, tiếp theo nữa là cái phần này. Cái phần này thì hôm qua là mình là cái nguyên công của mình là chọn là phay cả được cái mặt đấy anh em nhé. Đây phay mặt đây anh em nhé, cái mặt này thì nó cũng có thể là phay thành luôn được đấy. Đây, phay thành luôn đây, nó cũng là vuông với phút này, mình sẽ chọn thành phút phát loát lại nó sẽ như thế nào, nó sẽ thay đổi hoàn toàn đấy anh em nhé. Đây là nó sẽ không thèm phay cái mặt này nữa này. Ok, cái đường này là đường anh em kích vào là nó sẽ bỏ qua những cái góc nó ăn, bỏ qua những góc bậc rồi nó sẽ ăn theo bên dạng vuông góc luôn đấy. Còn anh em kích vào thì nó sẽ ăn theo đúng nguyên dạng con phôi này nhé anh em nhé. Thế nó chỉ có vài cái tùy chỉnh thôi, cái này cũng vậy này anh em có thể kích vào anh em xem này. Cái tắt đi thì nó sẽ là nhấc dao này, bật xuống là nó sẽ ăn vòng vòng nó nhấc này anh em nhé, rất là tắt này. Cái này là gì đây, và cái này có cái lên bật lên anh em nhé. Ok, loát lại này, anh em có thể kích vào anh em xem, bật tắt lên và anh em kích vào anh em xem nhé. Ok, đấy, cái này thì nó phá thôi rồi thì chết rồi, mình chả giải quyết vấn đề gì nên chắc chắn là mình sẽ phải để vua rồi anh em nhé. Kích vào cái này xem mà loan lại nó có khác gì không. Đây chắc là mỗi góc này nó sẽ bỏ qua những cái góc này thôi anh em nhé, tắt đi thì loát lại. Ừ,
đây nhiều đường dao quá, mình cũng chưa thể kiểm tra được nó như thế nào, nhưng mà phá phô ra thì nó vẫn được thôi anh em nhé. Ok, thì đây là con hàng ăn tinh này, và ăn tinh thành mình có chương trình này xuống cái chương trình này là mình ăn tinh thành luôn này anh em nhé. Và tiếp theo nữa thì có rất nhiều lệnh ăn tinh thành anh em nhé, và ăn biến dạng rồi, kể cả những cái lệnh như là đây Paramil này, và cái lệnh và là 2D gì đây, nó cũng ăn tinh thành nha. Đấy, ví dụ cái lệnh này thì là con lệnh mình có thể ăn bằng multipass được anh em nhé. Đây, ăn tinh thành nhưng mà multipass được, mình sẽ chọn con lệnh này luôn, vẫn là buộc pi nhé, giao chọn con D6 thô luôn này. Ok, vào trong nước chọn nhé. Đây, sau khi nó mở lên đây thì mình ở đây mình vẫn chọn là ProRes này thôi. Ở đây mình sẽ lựa chọn là tầm 15% dao đi. Đây là mình sẽ ăn tầm 3 lớp. Đấy, 3 lớp, ok nhé. Thì cái mặt này thì là cái lựa chọn là mặt hoặc là đường lựa chọn theo cái đường cớp này anh em nhé. Đây, face này, đường cover này, hoặc là đường theo face này. Anh em nhé, mình ở đây mình sẽ lựa chọn theo đường cover này. Mình ăn theo cái hình này, ok. Mình nhầm thì mình sẽ x đi anh em nhé. Đây là mình sẽ lựa chọn theo cái đường tăng cover này, mình chọn này cho nó ngon này anh em nhé. Click này, click này, click này. Đấy, anh em nhé. Nhớ lựa chọn hết đây rồi, ok. Ở đây thì mình sẽ kệ thôi, lượng dư đây, bát sốc này anh em nhé. Là 0.1 đi. Geometry này anh em có thể là bỏ qua, hoặc là anh em chọn cái phần vùng này để nó bỏ qua một số cái cho anh em nhé. Tí mình sẽ lựa chọn cái này xong. Và fillet này, fillet thì mình không được chỉnh nữa, kệ nó đi. Phần cắt này, đến cái phần cắt này thì nó cũng chả có gì đâu, mình để mặc định nhé. Mấy phần dưới này thì mình sẽ để phần dép fit này thì gọi là nó cắt hết cái hốc này, nó sẽ nhảy sang hốc khác. Đấy, cái này sẽ cắt theo kiểu từng Z một đấy, cắt cái một nửa hốc này, xong rồi nó cắt xuống một ly hốc này, cắt một ly hốc khác, nó quay lại cắt. Cái này là cắt hết thẳng tất cả các hốc rồi cắt lại nha anh em nhé. Common này bây giờ thì vào bên lại, giờ mình sẽ lót lại anh em nhé. À đâu, còn cái phần này nữa anh em này, nhớ là cái mặt phẳng này là chọn chiều sâu Z cho nó nhé. Anh em muốn chặn chiều Z đến đâu, đây, ví dụ mình chọn cái mặt này đi, cắt đến mặt đáy này, mình sẽ nhân lên là 2 ly nhé anh em nhé, đến, ngược lên 2 ly này, cho nó 5 ly đi, cho dễ anh em nhé. Ok, và mình sẽ lót lại đường dao này, thì nó sẽ cắt xuống như thế này, và nó sẽ là 3 lớp, 1, 2, 3 lớp, nhưng mà lớp đầu tiên và lớp cuối cùng của nó là mình nhìn thấy là 4 đường dao. Ok anh em, ví dụ anh em cắt cái hàng này thì anh em cắt để như này thì nó tương đối là hỏng bét rồi, tại vì là cái phôi của nó là cái phôi hình hộp cơ, và đi như này nó sẽ là gãy ra. Nhưng mà mình sẽ phải lựa chọn một cái button board vào đây cho nó nhé anh em nhé. Thì button board vào đâu để lấy button board thì anh em sẽ vào cái geometry này, anh em vào point, anh em lấy cái button board này cho mình nhé. Đó, anh em sẽ cắt hết cái hình này cho mình. Ok, đó, mình đã có một cái khối button board rồi, và mình vào lại cái Palamu này, mở lên anh em nhé. Cái này thì mình sẽ chọn vào cái geometry này, và mình sẽ chọn cái mặt này anh em nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn face luôn, cắt cả cái mặt này thì nó sẽ chọn cái đường cớp quanh cái khu vực này, và mình sẽ ok đó. Và cái phần mail này thì chúng ta sẽ chỉnh lại 3 lớp, thì mình để ăn 30 đi xem nó loát ra cái gì anh em nhé. Rồi đây thì nó chỉ ăn hết biên dạng rồi, nó cũng không ăn nhảy quá. Đấy, ví dụ là chúng ta ăn cái góc này, ok anh em nhé. Đây, ví dụ là chúng ta copy xuống này, copy này, paste này, paste này, đấy ok nhé. Mình có thể kéo cái phần này lên trên để mình ăn cái biên dạng, và mình sẽ sửa lại chương trình này thôi. Đây, chúng ta sẽ sửa lại chương trình nhé. Vào cái phần geometry này chúng ta sẽ kích vào đây, và chúng ta sẽ x nó đi anh em nhé. Đây, phẩy này, chúng ta x cái mặt này đi, ok đó. Và
mail chúng ta sửa lại là 3 lớp chẳng hạn đấy, 15% dao nhé, hoặc là chúng ta sẽ để mm luôn, chúng ta loát lại này. Đó, ok, như này thì vẫn không được, anh em phải chạy sửa lại nó sẽ là như thế nào. Cái đường này anh em cũng sửa luôn này, anh em có thể x nó đi này, x xóa luôn đi này. Đó, anh em sẽ chọn cái mặt phẩy, anh em sẽ chọn qua đây luôn. Ok, đó thì nó sẽ bao quanh phôi như thế này cho anh em, nó sẽ không gãy dao được. Bây giờ cứ ăn thẳng qua đây cái thì cái cục phôi lớn như thế này thì rõ ràng con dao nó không thể chịu được rồi, nó sẽ bay màu con dao ngay lập tức anh em nhé. Và nó có phối với bót bót này, anh em có thể nhìn thấy là nó ngứa mắt phải không, nhìn nó lù lù này thì anh em có thể vào đây đấy, bên phía trên cái phần máy này anh em kích vào và anh em sẽ ẩn đi, ẩn cái bót đi, kích vào cái mắt này anh em ẩn đi nhé, thì nó sẽ mất cái phần ngứa mắt của anh em đi nhé. Đó, anh em kích lại này. Giờ đã có Paramil rồi đấy, vẫn là một trong số những cách phay bao bên dạng thôi. Bây giờ tiếp theo thì vào cái phần nữa là cái phần new plan này, cái phần này là cái phần bokeh milling này nó cũng mới mới anh em nhé, so với lại mình có để con dao 6 thu rồi luôn này. Ok, thì mình sẽ lựa chọn là vượt thành vào mặt nhé, bokeh milling này mình lựa chọn cái mặt này đi. Ok anh em nhé, đó mình tích vào đây thì nó tự tự lựa chọn thành cho mình, kiểm tra nó tự chọn thành cho mình nhé, nhưng mình không tích vào đây thì nó sẽ nhận mặt thôi, thành nó sẽ không nhận nữa. Ở đây mình sẽ chọn là cái kiểu ăn theo cái kiểu xoắn ốc này anh em nhé, nó lồm là như vậy. 3D thì nó nhận dạng, cứ nhận dạng khối, còn cái này là anh em sẽ phải điều chỉnh tay. Ok, từ đây đến đây bao nhiêu thì anh em sẽ phải đo nha anh em nhé. 3D là tự nhận, không phải cái nào nó tự nhận 3D được đâu. Đấy, 3D nó phải cái hình ngon ngon thì nó mới nhận được nhé, chặt kín thì bao quanh nguyên dạng này 3D nó không nhận được, báo lỗi ngay cho anh em nhé. 3D hoàn toàn có thể 75% ra được. Và tiếp theo cắt parameter đây, anh em có thể thấy là bút hoặc là gu thôi đấy, bút hoặc là gu mình sẽ ra nó rất là cao luôn. Giờ mình sẽ chỉnh một số cái này, mình sẽ mất đi okay. Và phần sao tắt hết lần hết nha anh em nhé, rất là dao anh em nhé, mình làm một phần rồi nó lại ra rồi. Ok, lại phần phút mình loát lại nha. Đó, anh em kích vào đây nhé, anh em loát này thì cái đường nó sẽ không, nó sẽ ăn vào cái đường ngọt ngọt này, và anh em kích vào này gọi là bỏ qua, anh em loát lại nó sẽ mất đi nhé, nó vuông thành các cạnh luôn anh em nhé. Thì anh em thôi, anh em muốn kém luôn cả vào cái góc này thì anh em tính nhá. Ok, cái lệnh bokeh tinh này anh em vẫn hoàn toàn có thể ăn thành được nhé. Mình sẽ copy xuống này, copy paste xuống này anh em nhé, nó sửa đi đâu cái này anh em sẽ bỏ đi. Ok, nó có phần lựa chọn là nó có phần lựa chọn thành cái này nhé anh em nhé, mình sẽ kích vào lựa chọn thành này, vẫn ăn mặt mình vẫn ăn bên dạng bình thường. Chức năng của những con lạnh này nó cũng tương đối là giống nhau. Em chọn hết cái thành này nhé, và chúng ta sẽ chọn này là profile, chọn này là thích 13 này, anh em chọn này là 50 này, 20 được. Cái này là anh em chọn là ID đi, dạng ID. Ok, và tiếp tục là anh em vào phần cắt parameter luôn, anh em thích tắt hết cái này đi cho mình nhé, phần này anh em tắt lốt đi, giảm luôn nhé anh em nhé, anh em lót lại mình giao cho mình đấy, nó cũng ăn được, nhưng mà cái này đặc thù anh em bật F8 này thì nó sẽ ra là ăn sâu xuống thẳng đấy, nó là cái này này, anh em không thì nó cái nó bếp lại thì nó sẽ như thế này, và anh em ấn trừ 4 thì nó sẽ nhảy lên nhé,
không giống như những cái con lệnh khác. Con lệnh này anh em để ý không lăn vào cái tô ấy anh em nhé, nó nhảy hẳn xuống, nó không giống như cái con phút cua này. Cái con phút cua này là cái con không phải, đây con cua pro ring này. Con này là cái con lệnh thuần chủng là 2D, nó chỉ có phần được thành ở đây thôi anh em nhé. Và những con này bucketing này, những con phút cua này, nó có cả lựa chọn thành và lựa chọn mặt nhé anh em nhé. Đó là anh em lựa chọn mặt và anh em tích vào đây nó tự nhận thành nhé anh em nhé. Đó, ok nhé. Video của mình đây là kết thúc rồi anh em nhé. Video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em là về cái phần tay biến dạng của 3D nhé anh em nhé. Cái phần như là continue và after milling, phay cao tốc và set mill nó hoàn toàn có thể phay hết nhé anh em nhé. Thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt anh em nhé.